Nàng công chúa gan to như Hào Kiệt, khởi binh giết chết kẻ cướp ngôi nhà Trần. Công chúa Thiên Ninh, tên thật là Ngọc Tha, là con của Trần Minh Tông và Lê Thánh Hoàng hậu. Sinh ra với thân phận công chúa, tuy được sống trong nhung lụa nhưng bà lại có khí phách của một chàng hảo hán. Công chúa Thiên Ninh được biết đến là người gan dạ, quả cảm và cương quyết. Là người có tầm nhìn xa trông rộng, bà đã tự chiêu quân, tập hợp lực lượng vũ trang để xây dựng quân đội của riêng mình, phòng khi có biến. Nhờ vậy, khi triều đình loạn lạc, nhà Trần đứng trước nguy cơ diệt vong, bà đã có đủ năng lực để tập hợp lực lượng lật đổ Dương Nhật Lễ, kẻ cướp ngôi nhà Trần.